25. Thật là quá đáng. Vậy thiếu phó sao làm vậy chứ? Nói người như vậy à? Đúng đúng đúng, con nói rồi mà, vẫn là đặng tướng quân tốt nhất. Đúng đúng đúng, cậu tôi tốt hơn hắn ta nhiều. Công chúa, người đừng làm loạn nữa. Nhưng mà nữ phó à, người đúng là lấy lại mặt mũi cho nội học đường chúng ta đó. Một đại tướng quân một hầu gia, nửa đêm cãi nhau về người. Đúng vậy, con cũng chẳng nói nhiều nữa. Sau này, nếu mà có hai hiệu quý cãi nhau vì con thì tốt quá rồi. Cái người rốt cuộc đang khuyên ta hay đang làm loạn lên vậy? Ban nữ phó. Vậy thiếu phó đã ở ngoài viện, nhưng mà nô tỳ đã theo lời người dặn dò mà nói với ngài ấy, nam nữ khác biệt, không tiện để ngài ấy vào trong. Làm tốt lắm, đúng là nên nói như vậy. Nhưng mà nô tỳ thấy vậy thiếu phó đi lại có vẻ không được tiện. Huynh ấy bị thương có nặng không? Vẫn còn ổn, đi lại không thành vấn đề. Nếu vẫn còn đi được thì chắc chắn không có vấn đề gì rồi. Đúng vậy sư phụ, thời khắc này nhất định không được mềm lòng. Mẹ con nói rồi, lúc nam nhân nhận sai thì phải để hắn chịu đựng, vậy mới có thể cho hắn biết giá trị của phụ nữ chúng ta. Người gạt ngã sang một bên đi, để ngã biết được sự là hại của người. Đợi đã, ta không nghe nhầm chứ? Sao bây giờ mấy đứa lại không lấy giúp huynh ấy nữa? Huynh ấy không phải thần tượng trong lòng của mấy đứa sao? Anh hùng trong mộng của mấy đứa hả? Nhưng mà người là nữ phó của bọn con, ngã ấy ức hiếp người chính là muốn gây khó dễ cho nữ sinh của học đường. Đúng vậy đó. Đúng, sư phụ không thích ngài ấy thì bọn con cũng không thích. Phải rồi. Cảm thư, người đi nói với vậy thiếu phó, nội học đường chúng ta không quan nghênh ngài ấy. Phải, đúng rồi, không quan nghênh. Dạ. Có nghĩa khí, đây đúng là không phí công ta dạy dỗ các con. Nếu sư phụ cũng cảm thấy bọn con có nghĩa khí, vậy thì chỗ chữ trị người bảo cúng con viết lúc nãy có thể không viết được không? Còn nói xem. Biết rồi mà. Biết rồi ạ? Đi thôi. Không trốn được đâu. Chuồng ngoài như vậy, chẳng trách người rơi xuống hồ, vậy thiếu phó cũng không quan tâm ngươi. Bác Hương công chúa, cuối cùng người cũng chịu lên lớp rồi sao? Nhưng mà hôm nay tâm trạng ta không được tốt. Nếu người không muốn bị giáo huấn thì lập tức im lặng về vị trí của mình đi. A Huệ, cầm đồ cho ta. A Huệ. Đầu tiên thì lấy người ta ra làm kẻ chết thay cho mình, giờ lại còn ở đây hô to gọi nhỏ. Thật sự cho rằng ai sinh ra cũng đều làm nô tỳ cho mình sao? Ngươi đang nói bóng gió cái gì đó? Ta cũng đâu có chỉ mặt đặt tên là cô đâu. Đừng kích động như vậy chứ. Đa tạ nha A Huệ. Lần trước ta thật sự không có ý đẩy ngươi vào đại lao đâu. Ta chỉ là nhất thời lo lắng, cho nên... Ta biết. Những cô gái là con của gia đình nhỏ như chúng ta, sinh ra đã phải dây quanh công chúa rồi. Không, không phải đâu. Ta không hề có ý đó. Ta biết trước giờ ta đối xử với ngươi không được tốt, nhưng lần này ta bị nhốt trong phủ, ta thật sự rất nhớ ngươi. A Huệ à, ta sau này sẽ không đối xử với ngươi như trước nữa. Bọn họ đều là những người gió thổi chiều nào theo chiều đó. Chỉ có mỗi người là một lòng một dạ đối với ta. Người là bằng hữu tốt duy nhất của ta mà. Kỳ thực người tốt với công chúa nhất là ban nữ phó. Nếu như không có người nói đỡ giúp công chúa thì công chúa chẳng có ở đó sao? Ta có phải là không đa tạ cô ta đâu. Ta đã phái người tặng quà cho cô ta, nhưng cô ta căn bản không hề quan tâm, đến nói một lời tạ ơn cũng không có. Lúc ta vừa mới đi vào, cô ta cũng hô to gọi nhỏ với ta. Công chúa, thì ra người hại người ta, tặng một chút quà mọn thì hy vọng người khác cảm tạ ơn đức của người sao? A Huệ phúc mỏng, thật sự không làm nổi bằng hữu của người. Người nên tìm người khác tốt hơn đi. Nếu đã như vậy thì ta cũng không tiện ở lại đâu. Cẩm thư, sức khỏe của ban nữ phó không tốt lắm, mong mọi người chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Vậy đại nhân ngài yên tâm đi. Ban nữ phó của chúng tôi tuy miệng nói đang giận ngài, nhưng mấy ngày nay không hề quên chăm sóc Cẩu Quyên. Giờ Cẩu Quyên đã cao đến hơn một xích rồi. Nữ phó ấy đúng là miệng cứng tâm mềm. Theo kinh nghiệm của nô tỳ, nhiều nhất hai ngày nữa là nữ phó sẽ không giận. Hơn nữa, Diêu nữ phó sẽ khuyên cô ấy giúp ngài mà. Ta hạ A Thục thảm như vậy, chứ sợ lần này đến Diêu nữ phó cũng không đứng về phe ta đâu. Người nói xem có phải quá khủng khiếp không? Chỉ một lòng muốn giáo huấn muội ấy
mà không quan tâm đến sức khỏe của muội ấy, ta đã không nhìn ra. Về đại nhân, người đừng trách đâu tiền nhiều lời. Ngài đó đã làm thiếu phó trong cung quen rồi, ngài quen giáo huấn người khác, ngài vốn cùng lưu nữ phó, cùng là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, nên ngài căn bản không hề biết đối xử với nữ nhân ra sao. Ngài nghĩ lại xem, nếu như quốc tướng quân ngài giáo huấn di nữ phó như giáo huấn thuộc hạ, thì di nữ phó sẽ ra sao? Thật ra chính di nữ phó cũng mơ hồ, cũng thích bu sách vở, cũng không phải là thập toàn thập mỹ. Người muốn giáo huấn ban nữ phó thành người vừa văn nhã vừa hiểu chuyện lại vừa lương thiện, vậy đó vẫn là ai thuộc của người sao? Đó là Khấu Lan Chi thứ hai mới đúng. Cũng chỉ có ban nữ phó mới có thể làm ngài hỉ nộ vô thường, hạ mình đúng như vậy. Chẳng phải vậy sao? Chỉ có mùi ấy mới không giống người khác. Lan Chi à, Thái hậu nương nương đã phái người qua đây rồi. Đặng đại tướng quân là bị thương ngoài ý muốn, không hề có ý định phá bỏ hôn ước đâu. Vì vậy, những lời đồn bên ngoài một chữ cũng đừng tin. Càng những lúc thời khắc như thế này, càng phải giữ bình tĩnh, con biết chưa? Dạ. Lan Chi ngoài việc cho người tặng chút đồ tẩm bổ đến phủ tướng quân, thì những thứ khác một chữ cũng không nhắc đến. Làm như vậy là đúng. Muốn làm phu nhân của đại tướng quân thì nhất định phải khoan dung độ lượng. Cho dù trong lòng có nhiều bức bối không vui, cũng phải đợi hết năm gả vào phủ của đặng đại tướng quân rồi mới nói. Dạ, cẩn tuân lời dạy bảo của phụ thân. Tỷ tỷ, sao tỷ vẫn còn ở đây? Tỷ không nghe gì sao? Đi thôi, tìm hắn tính sổ. Ngày ấy là đại tướng quân, ta chỉ là một nữ phó nhỏ bé, dựa vào cái gì mà tính sổ với ngài ấy? Giờ phút này ta thật sự rất hận mình. Tại sao ta lại mang họ Khấu? Tại sao lại là kinh thành đệ nhất hiền nữ gì đó? Tại sao lại nhất định phải gả cho đặng đại tướng quân? Tại sao phải một mực tuân theo nữ nhân chi đạo, tinh nghĩa chi đức gì đó? Bàn tay của người ta đã đánh đến mặt của mình, ta vẫn phải giả vờ độ lượng, giả vờ hiền đức. Ta thật sự rất hận. Tại sao ta đối với ngài ấy trăm nhẫn ngàn nhịn, mà trong mắt ngài ấy là chỉ có một mình ban thuộc? Dựa vào cái gì mà nữ nhân ngoại tộc đó có thể từng bước một đạp lên đầu ta? Ta hận cô ta. Ta hận cô ta. Ta hận. Tỷ à, ta hận cô ta. Tỷ đừng buồn nữa, để sẽ tìm an thục tính sổ với ả. Đừng đi. Để sợ Khấu cha chúng ta mất mặt chưa đủ hay sao? Cha nói đúng, ta phải nhẫn nhịn. Ta phải nhịn đến ngày ta vào được cửa nhà đại tướng quân. Ta phải nhịn đến khi ta trở thành phu nhân của đại tướng quân. Nhưng trở thành phu nhân đại tướng quân rồi thì sao chứ? Trái tim của ngài ấy vẫn không hề có ta. Còn ta thì sao? Đến cơ hội trở về nội học đường cũng không có. Tỷ à, tỷ đừng đau lòng nữa, không gả cho hắn nữa là được rồi. Tỷ trở về nhà đi, cha sẽ tìm một mối hôn nhân khác cho tỷ. Đệ không tin rằng thiên hạ này chỉ có đặng đại tướng quân đó mà thôi. Đứa trẻ ngốc này, mối hôn sự này là thái hậu đích thân hạ ý chỉ, sao có thể nói không gả là không gả chứ? Tỷ đừng nói như vậy mà. Mẹ nói rồi, lúc tỷ còn nhỏ có người xem bói cho tỷ, nói tỷ là có tướng đại phú đại quý, nhất định sẽ sống hạnh phúc. Đứa trẻ ngốc, những thứ đó đều là dối trá hết. Tỷ đừng khóc nữa mà. Tỷ đừng khóc nữa có được không? Đệ hãy để cho ta khóc một lúc đi, chỉ một lúc thôi. Qua một lúc nữa, ta phải giờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sao phải lại giả vờ độ lượng, giả vờ hiền đức? Ban thục, tất cả những thứ này đều do hồ ly tinh nhà ngươi ban cho chúng ta. Ta khiến người phải trả giá tất thảy. Những điều hôm nay ta giảng dạy cho các con, các con nhất định phải nhớ kỹ. Tiết học sau phải trả lời câu hỏi đó. Ngồi thẳng lên.
ban nữ phó vẫn luôn ở trong cung tìm những cuốn sách liên quan đến Tây Dực. Có liên quan tới Tây Dực sao? Không được, không được đâu. À, đúng vậy. Việc nhỏ thôi. Lan Chi, đến khi đại ca có thể lên triều thì con hãy thăm huynh ấy. Dạ. Ai da biết mấy ngày nay con chưa mất rồi. Nhưng mà cũng có những lúc mưa gió càng lớn, cầu vồng hiện ra sau mưa sẽ càng rực rỡ hơn, con có hiểu không? Thái hậu nói phải, Lan Chi cẩn tuân lời dạy của người. Vậy mùng một tháng sau, Lan Chi lại đến tụng kinh cùng người. Cô nương, vừa nãy Thái hậu lại thưởng rất nhiều đồ tốt. Chẳng phải nên vậy sao? Đại ca người tát vào mặt của ta, thì người là muội muội như Thái hậu dĩ nhiên phải đút cho ta mấy quả táo rồi. Ta phải còn cảm tạ người long ân cuồn cuộn, tôn tính thủ nghĩa, không tuân theo mong muốn của đại ca người, đổi tân đương thành người của ban gia. Cô nương người yên tâm, chỉ cần hết ngày hôm nay, trong cung này sẽ không bao giờ còn người tên Ban Thục nữa. Qua đi. Người lại kéo ta làm cái gì nữa? Nói nhanh đi. Cô nương đừng lo lắng. Lần này nô tỳ đã cực kỳ cẩn thận, sắp đặt hết tất thảy rồi, tuyệt đối không giống như lần trước đầu hổ đuôi rắn nữa đâu. Người đốt cuộc muốn làm gì? Cô nương, ả vẫn luôn không phải làm người khó chịu sao? Lần này nô tỳ sẽ dứt khoát khiến ả chết một cách gọn ghẽ. Hôm nay là ngày 15, theo quy tắc các học sinh sẽ xuất cung sớm hơn một giờ so với bình thường. Còn cô ta thì luôn ở lại trong cung tìm một quyển sách tên là Tây Dực Ký. Liền kêu thợ sách thức luyện hai đêm, đem tất cả những gì liên quan tới nơi đó với trong sách đều chép thành một quyển, dựa vào bản sao chép này. À, cô nương, thế này đúng không? Tây Dực Ký, giờ đây chắc chắn quyển sách giả đó đã nằm trên thư án của Ban Thục rồi. Với tính cách của ả, sao có thể không xem sao? Nhưng mà nô tỳ đã tẩm bạch lân thủy vào cuốn sách giả đó rồi. Đợi cho nước khô, bạch lân sẽ tự bốc cháy. Mà trước đó nô tỳ đã cho người bôi mấy lớp dầu trên bàn của Ban Thục, bao gồm cả phòng học sát bên, cũng bôi thanh dầu không mùi không vị. Người nói xem đến lúc đó sự việc sẽ ra sao? Người điên rồi. Ban Thục cũng không phải là kẻ ngốc đâu. Đàn ta sẽ không chạy ra ngoài sao? Chạy? Ả ta chạy thoát được sao? Cô nương, hai kẻ gác cửa hôm qua đã trà trộn là người của tôi rồi. Chỉ cần trong phòng có một chút khói thoát ra, bọn chúng sẽ thổi mê hương vào trong phòng, đầu tiên làm cho Ban Thục hôn mê. Sau đó cửa vừa đóng vào thì nội học đường sẽ thần không biết quỷ không hay mà bốc cháy. Rồi có gào trách họng thì đợi tới lúc có người cứu quả rồi, Ban Thục kia chỉ sợ đã biến thành than rồi. Nô tỳ xem lúc đó ả ta có thể dám dịu dõi Dương Hoa được nữa không? Nô tỳ xem đại tướng quân còn làm thế nào mà hồi hôm để cưới ả được người... chứ. Ai cho người kéo ta an bài một việc như vậy hả? Cô nương, người nghĩ kỹ xem, chỉ cần ả Ban Thục đó chết rồi thì còn có ai có thể uy hiếp được địa vị phu nhân đại tướng quân của người nữa chứ? Khấu Lan Chi ta đừng được là nữ phó, sẽ không bao giờ dùng kế sách âm hiểm như vậy để hại người đâu. Sách này cho ta sao? Ai đưa đến vậy? Tiểu nhân không rõ, vì đại nhân đưa sách tới, chỉ nói đôi tài đưa đến cho nữ phó mà thôi, những cái khác đều không nói. Được rồi, ngươi lùi xuống đi. Dạ.
Thục, A Thục à, mụ có nhìn thấy mấy người cảm thư không? Hả? Tay Dực Ký, người soạn Băng Siêu. Đối diện Long Môn Y Khuyết, 2000 dặm dưới ánh nắng ló ra phía tây, thế nước nhỏ yếu. Hả? Không đúng. Sao lại ướt như vậy? Sách này viết thế nào vậy? Làm sao có thể đem bộ tộc Mạc Bắc và Đại Nguyệt Thị viết cùng một chỗ được? Cứu mạng! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với! Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Sư tỷ! Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi! Sư tỷ! Sư tỷ! Sư tỷ! Cứu tôi với! Sư tỷ! Cô nương! Cô nương! Đứng lại! Lại đây! Kêu hai người qua đây! Khố nữ phố! Bây giờ tình hình trong đó thế nào? Mọi chuyện đều làm theo dặn dò của Bích Ngọc Tỷ đã đốt rồi. Chỉ là người bị nhốt trong đó không phải là ban nữ phó, mà là chiêu nữ phó. Vậy Ban Thục đâu? Ban Thục đang ở trong đó cứu quả rồi. Chúng tiêu nhân sẽ bị phát hiện nên chạy ra ngoài. Còn không mau chóng giúp đỡ cứu quả đi! Cô nương! Cô nương, cô không được vào. Cô nương, đi thôi. Cứu mạng! Sư tỷ, cứu mạng ta! Đừng sợ, mụ đánh cứu thị đây. Cứu mạng! Cứu ta với! Sư tỷ tránh ra! Sư tỷ, tỷ ở đâu? Ta ở đây. Cứu ta với! Sư tỷ, nào. Đi nào, sư tỷ. Cho bọn chúng, chỉ cần bọn chúng chết hết rồi, sau này sẽ không còn ai trong đó chứ con nữa. Đợi thêm một lát nữa, bọn chúng sẽ chết hết thôi. Cứ tránh ra đi. Cứ còn không tránh ra, cứ có tình hay giết người không? Vậy cô giết ta đi. Tất cả mọi chuyện đâu thì làm. Điều gì muốn tốt cho cô nương, để sau này bọn chúng sẽ không bắt nạt cô nương nữa, để cô nương có thể bình an gả vào phủ đại tướng quân. Nếu như cô muốn, cô hãy giết chết ta đi. Người đúng là điên rồi. Người tưởng là đốt một ngọn lửa thì không sao sao? Ban Thục võ công cao cường, dở như cô ta không sao. Đến lúc đó kẻ xui xẻo là chúng ta đó. Vậy chúng ta khiến ả gặp nạn đi.
Chẳng phải cô nương từng nói sao, người thành đại sự tâm nhất định phải tàn nhẫn. Bây giờ nô tỳ sẽ đi tìm dầu thiệp chết bọn chúng. Công chúa, người đâu? Có người phóng hỏa đốt nhà. Người đâu? Công chúa, người đâu? Đừng nói công chúa. Công chúa đừng la lớn. Công chúa à, cô bình tĩnh lại đi. Nè, hai người phóng hỏa giết người đó là tội chết đó. Ta sẽ đi nói với thái hậu nương nương. Công chúa, công chúa, công chúa, được, cô đi đi. Chỉ là đến lúc, đừng có trách ta đổ tội cho cô. Cô mưu hại Ban Thục nhiều lần, chỗ thái hậu sớm đã nghe danh cô rồi. Lần này đồ học đường bị cháy, chỉ cần ta nói là do cô đốt, cô tưởng là có thể gạt bỏ liên đới sao? Cô làm vậy là cố tình hãm hại ta. Ta không muốn liên lụy cô, nhưng chuyện lần này thật sự là lầm hơi quá rồi. Chỉ trách con gia độc Bích Ngọc đó tự làm theo ý mình. Nhưng ta dám thề, lần này không phải do ta phóng hỏa, ta thật sự không cố ý muốn hãm hại Ban Thục. A Diễm, niềm tin chuyện trước đây, đừng nói chuyện này ra, được không? Ta... Sư tỷ, đi. Cứu người trước đã, chuyện này để lát nữa nói. Đi lấy nước đi. Sư tỷ, cố lên. Cẩn thận. Đi. Sư tỷ. Nào. Đi. Mau lên. Không ổn rồi, không ổn rồi. Không ổn rồi, cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi kìa. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Người đâu? Cháy rồi. Cháy rồi, mau đến đi, cháy rồi. Hai người sao rồi? Không sao chứ? Cẩn thận. Cứu mạng, cháy rồi, cháy rồi. Chuyện gì vậy? Cô vừa đá bay một khúc gỗ bị cháy, ngọn lửa đã lan đến cũng hơn cánh rồi. Hả? Mà đi thôi, mau thoát ra đã. Cẩn thận. Sư tỷ, chuyện gì vậy? Sao cháy thành ra như vậy chứ? Ta cũng không biết. Cuốn sách đó sao lại đột nhiên bùng cháy được? Ta không biết. Nhất định là Diêu nữ phó không cẩn thận làm nến bị đổ. Mắt cô vốn dĩ không tốt. Lưu Diễm, trong nhãn đường có phải có một mình con thôi không? Những người khác chạy ra ngoài hết chưa? Chỉ có một mình con. Đa tài lão thiên gia tiêu rồi. Mụi đi đâu đó? Nè, mụi đi cứu Khỏa Quyên. Cô đi đâu đó? Bên trong lửa cháy, không cho phép cô đi. Vừa nãy ta chạy vội quá, ta đã để hộp sư trong đó rồi. Cái đó cho mẫu phi ta để lại đó. Đi. A Thụ. Cô nương. Mùi có sao không? Mùi không sao, sư huynh đến đây. Đi mau. Cẩn thận. Chẳng lẽ con Quyên quan trọng hơn bằng sống sao? Đương nhiên rồi, đó là kỷ niệm ghi nhớ an nguyên tỷ của huynh mà. Bất luận thế nào mùi cũng phải bảo vệ nó bằng cả tính mạng của mình. Sau này không được phép mạo hiểm đâu. Nhớ chưa? Mùi đừng có làm như vậy nữa. Cháy. Cháy rồi. Chữa cháy đi. Lưu Diễm, mau ra đây. Chuyện gì vậy? Bọn ta không huy được cô ấy. Nhưng lúc bọn ta không chú ý, vào trong lấy sư bồ rồi. Nè, huynh dẫn bọn họ đi trước đi. Bộ tình Lưu Diễm. A Thụ. Nội học đường huynh rành được bằng mũi hay sao? Huynh mau đi đi. A Thụ. Cẩn thận. Biết rồi. Ba người đi mau đi. Chúng ta đi.
chữa cháy đi. Nhanh lên chữa cháy đi. Mau lên, mau lên. Mau lên, cháy rồi, giúp đỡ đi. Đến đây đi, giúp đỡ nè. Mau lên. Ở đâu vậy? Lưu Diễm. Lưu Diễm. Con ở đây nè. Con ở đây. Lưu Diễm. Lưu Diễm. Con ở đây. Lưu Diễm. Lưu Diễm, con không sao chứ? Sư phụ, con ở đây. Lưu Diễm. Lưu Diễm, con đừng nói nữa. Từ từ hít thở thôi, tôi dẫn con ra ngoài. Cúi đầu, con mèo. Đi. Đi. Sư phụ, sư phụ à, sư phụ không sao chứ? Ta không sao. Sư phụ, con yên tâm, ta nhất định dẫn con ra ngoài. Sư phụ, sư phụ không sao chứ? Không sao. Đi, mau đi. A Thục, A Thục, sao rồi? Bụi có sao không? Bụi sao rồi A Thục? Mụi không sao. Mụi không sao chứ? Sao vậy? Hả? Mụi bị thương rồi sao? Bệnh của huynh khỏi rồi sao? Có thể chạm vào mụi rồi sao? Hả? Bệnh của ta đã khỏi rồi. Tốt quá. Lại tốt đi. Tốt quá rồi. Chuyện vừa nãy cô nhất định đừng nói cho ai biết. Nhìn lửa khắp nơi trong cung đi. Chuyện làm lớn lên thì sẽ mất mạng người đó. Coi như ta cầu xin cô, đừng nói ra, có được không? Ai là Ban Thục? Là ta. Sao vậy? Bắt tội phạm phóng hỏa lại cho ta. Hả? Đợi đã. Đỗ Đại Dương, có phải ông nhầm lẫn không? Ban nữ phó vừa nãy còn cứ bắt Hương công chúa, sao là phạm nhân phóng hỏa chứ? Cô gái này và mấy người ở hoàng môn đều chỉ rõ chính là vì cô ta đã bay khúc gỗ bị cháy mới dẫn đến làm cho Hương Khánh bị che to. Bổn tổ thân là gia đình lệnh, tự ác là chấp pháp theo công. Bắt lấy ả ta cho ta, giao cho thái hậu xử trí. Hả? A Thục, khúc gỗ đó đúng là do mụ đã bay sai. Lúc đó quá loạn, mụ không nhớ nữa. Đỗ đại nhân, tình hình lúc đó thật sự rất phức tạp. Cuốn sách đó chẳng hiểu sao lại bùng cháy nữa. Ban nữ phó chỉ là cứu ta nên mới đáo bay khúc gỗ đó. Cô ấy nhất định không phải là cố ý đâu. Cả Nam Cung đều bị ngọn lửa này thiêu sạch rồi. Rốt cuộc là có ý phóng hỏa hay là vô ý? Đến lúc đó thái hậu đương đương định đoạt. Ban Thục, mời. Đợi đã, Đỗ Đại Nhân, cho phép ta nói vài câu với ban nữ phó. Nè, mụi phải tin tưởng có thái hậu định đoạt cho mụi, nhất định trả lại sự trong sạch cho mụi. Mấy người này có vấn đề, mụi mau đi tìm Đặng Trác. Bây giờ chỉ có hắn mới có thể bảo vệ cho mụi. Không tìm thấy hắn thì hãy trốn ra ngoài cùng, nhất định không để bọn chúng bắt được. Mau đi thôi, ta giúp mụi. Chị anh, tôi gan cấu kết tội phạm giúp bà chạy trốn hả? Đuổi theo cho ta. Chạy mau đi. Bắt cả hắn lại cho ta. Dạ. Dạ. Dạ.
tấn công hạ bộ của hắn. Đừng đánh nữa, mấy người đừng đánh nữa mà. Sao vậy? Vậy thiếu phó. Vậy thiếu phó. Một tên thiếu phó cung học nhỏ bé lại dám chống đối bổn cung. Vô lễ. Ở trước mặt bổn cung lại dám hành hung trước mặt nhiều người. Vậy đại nhân là thiên tử chi sư, đến cả hoàng thượng gặp người cũng phải hành lễ. Người chỉ là một tên gia đình lệnh, ở đây quan phong quân quan cái gì chứ? Bắc Hương công chúa, cô sĩ nhục mệnh quan triều đình, bổn quan sẽ kiện lên thái hậu, chỉ tội có thật nặng. Ngươi. Đa tạ công chúa. Đỗ đại nhân, ông muốn làm gì thì cứ làm đi. Dù núi đao biển lửa, vệ mổ cũng sẽ đi đến cùng. Nhưng mà tại hạ lại muốn hỏi một câu. Lửa lớn trong cung, ông không chạy đến chữa cháy, lại còn chạy đến đây bắt Phạm Dương tình nghi, rốt cuộc là có dụng ý gì? Khấu nữ phó, vào lúc nguy cấp mà chẳng bị loạn, đội học đường đã cháy thành ra như vậy, cô còn có thời gian đi mất tội bản thân sao? Vậy đại nhân, ta không biết Quỳnh đang nói gì. Thật sao? Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra mau. Tránh ra. Mau tránh ra. Mau lên. Mau lên. Nhường đường đi. Cẩn thận một chút. Tránh ra. Mau nhanh lên. Nhìn đường đi chứ. Ở đây nè. Mau đến cứu người đi. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Mau đến cứu người đi. Bên trong có người không? Có. Cứu tôi với. Có người không? Thái hậu đương đương phụ giá ở đây. Mau cứu giá. Mấy người kiên trì một lúc, ta sẽ nghĩ cách. A Thục, sao cô lại đây? Quốc hoàng, mau lên. Thái hậu bên trong. Thái hậu sao? Thái hậu ở bên trong. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Mau lên. Mau lên. Lùi ra đằng sau hai bước. Dùng lực đi. Thái hậu. Thái hậu. Mau lên. Mau lên. Mau lên. Thái hậu. Thái hậu. Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương. Cứu mạng. Người đâu đến đây? Thái hậu. Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương. Mà cứ cô giá muội, mong thái hậu thứ tội. Nương nương bị trật chân rồi, tạm thời không đi lại được. Thứ lỗi di thần thất lễ. Thái hậu. Mau lên. Mau lên, mau lên. Đến đây. Mau lên. Bình đổ. Thái hậu, người không sao chứ? Ai da không sao. Mau thả ai da xuống. Bây giờ vẫn chưa thả người xuống được đâu. Kiều vẫn chưa tới mà. Chân của người bị thương rồi. Chờ thêm một lát nữa nha. Cũng may là chỉ bị trật thôi, không trở ngại gì lớn. Vô lễ. Thái hậu thứ tội. Di thần thất lễ rồi. Di thần chỉ nghĩ rằng thương thế của thái hậu là khá nặng, cho nên. Được rồi. Ai gia biết chuyện này có nguyên do, sẽ không giáng tội ngươi đâu. Hôm nay ai gia tại đây hồi tưởng về tiên hoàng, bất cẩn gặp phải quả hoàng. Ngươi cứu giá có công, ai gia sẽ luận công ban thưởng. Tạ thái hậu ân điển.
Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau, 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 mau lên, mau lên. Cấm lòng đậy. Đứng gì vậy? Dám bỏ trốn hả? Còn nước không? Nước không còn lấy nhiều thêm nữa đi. Lấy thêm đi. Nhanh lên, mau đi lấy, mau đi lên. Nhanh lên. Lấy nước đi. Ai bảo người đến chỗ gia đình lệnh? Mắc tội băng thục hả? Ngươi còn đưa tiền cho ông ta, ngươi còn chê quả mình gây ra, chưa đủ lớn hả? Cô nương, nô tỳ cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy. Cô nghĩ xem, lần này băng thục không sao, bên trên nhất định sẽ điều tra triệt để nguyên nhân bị cháy. Nếu như nô tỳ không để cô ta nhận tội trước, đến lúc đó người bị xui xẻo là chúng ta. Giả lại, nô tỳ cũng không nói dối, khúc gỗ là do cô ta đá bay đi. Ông ta cũng không vì chuyện tư mà lạm dụng chuyện công. Nô tỳ chẳng qua chỉ cho ông ta cơ hội tốt để thăng tiến mà thôi. Ngươi, cô nương, Lan Chi tỷ, tỷ làm gì vậy? Đứng lên đi, đứng lên đi. A Diễm, là ta dạy thuộc hạ không nghiêm nên mới dạy ra nha đầu thành ra dân giáo quanh quanh như vậy. Ta biết ta nên dẫn nó đi nhận tội, nhưng ta không bắt nó được. Nếu như xảy ra chuyện gì thì ta sẽ tiêu mất, Khấu gia nhà ta cũng tiêu mất. A Diễm à, ta sẽ trị tội nó dù là cô không cần. Vừa nãy sao ta lại bị ma quỷ che mắt, lại dụ dỗ uy hiếp cô? Ta không còn mặt mũi nào nữ phó của cô nữa. Cô đến chỗ Thái hậu nương nương mắc tội ta đi. Lan tỷ à, đứng lên đi, đứng lên đi mà. Chuyện này ta yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không nói cho ai biết đâu, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Phía băng thuộc có Tào đại ca bảo vệ rồi, còn có vệ thiếu phó nữa, nhất định sẽ không gặp chuyện gì đâu. Cùng lắm thì đến lúc đó ta giúp tỷ, nói đỡ cho tỷ một chút. A Diễm à, đa tạ cô nha, xin đa tạ. Không, không ngờ cuốn sách đó là bất ngờ bùng cháy. Thái hậu nương nương, cuốn sách đó chắc chắn có điều mờ ám, mong Thái hậu nương nương minh giám. Thần nữ dám dùng tính mạng của mình đảm bảo băng thuộc tuyệt đối không phải là người cố ý phóng hỏa đâu. Lan Chi, ngươi nói qua tình hình lúc đó đi. Dạ, Thái hậu, sau khi thần nữ rời khỏi cung Thọ An, vốn định quay về lấy ít đồ, không ngờ lại phát hiện nội học đường bị cháy. Sau đó thần nữ đã cùng Bắc Hương công chúa bọn họ cùng nhau chữa cháy, nhưng mà đột nhiên một khúc gỗ đang cháy từ trong phòng bay ra ngoài, rơi vào trong cung Hương Khánh ở bên cạnh. Sau đó nghe nói cung Hương Khánh cũng bị cháy. Băng thục, ngươi giải thích thế nào về chuyện này? Thái hậu, lúc đó nội học đường bị lửa lớn vây quanh, nếu như thần nữ không đá bại khúc gỗ đó, chỉ là bây giờ thần và dư nữ phó đã bỏ mạng trong biển lửa rồi. Đúng, đúng vậy. Nếu như muốn truy cứu trách nhiệm thì thần nữ mới là kẻ cầm đầu gây ra quả hoạn. Mong Thái hậu hạ chỉ trừng phạt thần đi. Sư tỷ, chuyện không liên quan đến tỷ, rõ ràng là có người cố ý đổ tội chúng ta. Thái hậu, chỉ cần điều tra rõ ràng là ai tặng cuốn tay nhật ký đó thì biết rõ chân tướng rồi. Nếu như ngươi thật sự trong sạch thì cần gì phải chột dạ bỏ trốn? Thái hậu, bất luận bọn họ có ý phóng hỏa hay không, nhưng mà Nam cung bị thiêu cháy hơn nữa chính là sự thật. Trong cung tử thương vô số cũng là sự thật. Nếu như không trị tội thật nặng bọn họ thì chính thiên quy trị thiên hạ sao được? Mong Thái hậu công bằng xử trí. Được rồi, ai gia trong lòng tự có chừng mực. Thái hậu minh giám, còn cả thiếu phó cung học dễ anh rõ ràng biết băng thục là tội phạm tình nghi nhưng vẫn giúp ả bỏ trốn. Không chỉ như vậy còn đánh bị thương nhiều thuộc hạ của thần, mong Thái hậu trừng phạt. Không liên quan đến vệ thiếu phó, là ta ép huynh ấy, huynh ấy bất đắc dĩ mới thả ta đi. Ăn nói hồ đồ, bổn quan rõ ràng là chính mắt nhìn thấy hắn đẩy ngươi lên nóc bờ tường. Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa, ai gia bị các ngươi cãi nhau làm đau cả đầu rồi. Băng thục, bây giờ xem ra chuyện bị cháy đúng là có liên quan đến ngươi. Tuy ngươi có công cứu giá nhưng cũng có tội phóng hỏa, rốt cuộc có thể đối công chuộc tội hay không còn phải giao cho triều đình phán đoán. Cho nên ai gia sẽ tống ngươi vào thiên lao để định quý điều tra triệt để chuyện này. Ngươi có thắc mắc gì không? Tùy theo sự trí của Thái hậu, nhưng mà thần xin dùng công cứu giá để xin cho, xin Thái hậu miễn không trách phạt về thiếu phó. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nếu như ngươi không có công cứu giá, tội phóng hỏa một khi định rồi, ngươi sẽ là tội chết đó. Thần nữ biết. Trước đây nghe Quốc Hoàng nói ngươi rõ ràng có cơ hội thoát khỏi cung, vì sao lại quay lại cung Hương Khánh để chữa cháy chứ?
Thần nữ không nghĩ nhiều như vậy. Thần nữ chỉ biết thân là nữ phó, nhất định phải làm gương, không được thấy chết không cứu. Được, Ai Gia biết rồi. Vậy thì theo cứ như ước nguyện của ngươi, dạ xuống dưới trước đi. Dạ. Dạ. A Thục, A Thục à?